cả nhà, cả nhà hello. Giới thiệu sơ với quý vị, cây này là cây linh sam tím nha. Cái đặc biệt của linh sam tím là cái bông rất là dễ thương, nhỏ. Nhỏ nhưng mà có vỏ, mình nhìn nó giống như là bông sữa đũa. Cái bông nó giống cái bông sữa đũa nè. Nhưng mà khi trổ ra thì là màu tím. Đây trổ ra đây, linh sam tím nha. Hiện tại bên em có tím và trắng, linh sam hồng vài bữa nó mới qua. Nhưng mà đây là linh sam tím. Dáng rất là đẹp. Dáng này là dáng rồng bay phượng múa là dáng gì đây? Dáng của người phụ nữ đang nhảy nha. Hay là thác đổ hay là gió đổ gì đây mình không biết, nhưng mà rất là đẹp. Nhìn ai chưa biết chơi thì nhìn vô rất là thích cây này nha. Nó ra cái dáng thế thấy là rất là ngoạn mục đây. Cái này tứ diện được đó, dáng là dáng dáng bay, nhưng mà nó cũng không bay mấy, nhưng mà nếu mà nhìn thì thấy chắc đẹp đó. Thì bên đây rất là nhiều nhu cầu, ai có cần chơi bonsai linh sam, cần thăng các thứ nha quý vị. Nhiều thứ lắm, hiện tại giờ chắc nhớ không hết đâu, mà nói là quý vị có đặt câu hỏi, anh em nào mà muốn thích thì đặt câu hỏi đi, chứ giờ mình không biết. Mai chiếu thủy, nói năm nay là trên 5-10 loại bonsai đó. Thì nếu ai có thích chơi bonsai, thí dụ mai chiếu thủy, cần thăng hay là linh sam thì liên lạc. Bông rất là đẹp, dễ thương, nhỏ nha. Thì hiện tại bên đây cây bonsai sẵn sàng hết rồi. Nếu mà ai có thích thì liên lạc với em đi, số 81.703.5883, với có mớ mai về cho đợt Tết này. Bữa nay nó tỉnh ngủ hết rồi, nay ngon lắm rồi. Hôm bữa em làm clip thì nó còn ngủ, bữa nay nó tỉnh ngủ rồi, rất là sung và đẹp. Ok, ai có nhu cầu thì liên lạc. Muốn chiêm ngưỡng những cái loại bonsai đẹp thì ghé em đi, rồi em chia sẻ cho mình xem, nếu thích thì còn ăn luôn. Thích cây nào lấy cây nấy. Em ngồi lùng rồi em quay cái thân của anh này. Chậu cũng thường, cây cái gốc bằng bắp tay rồi nha. Loại này loại gốc lớn. Dáng này anh em nào lấy về bẻ thành dáng mình thích, rất là nhiều chi để mình bẻ. Nó không bị xưa. Cái gốc thì có, cái nhánh cũng có. Ý em nói là cái dáng này mình thích, mình bẻ theo ý mình. Còn nhiều cửa để bẻ lắm. Thì cây này thì nếu ai lấy về thì nếu là nghệ nhân đem về thì đủ sức để mình uống nó hoặc bẻ theo cái ý của mình. Đây là những cái cây mà mình bẻ theo cái căn bản để cho nó ra cái dáng bonsai thôi. Để bà con nào thích thì liên lạc. Cái đặc biệt của cây này là nó có hoa tím nhỏ nha. Rất là dễ thương, khi nở ra rồi nó chùm vậy nè. Đó, bà con mình thấy không? Nó chùm tím vậy. Nay mai nó ra cái bích cây luôn á, là tím rệm luôn. Tím này không phải tím đậm mà tím rợt. Ok, chia sẻ cây linh sam. Linh sam nhiều loại lắm, thì bà con thích thì liên lạc. Ok, em gặp clip, hẹn gặp clip cái tháng kế tiếp.